quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Một xe bọc thép của Ukraine đã cố gắng đâm vào trạm kiểm soát biên giới của Nga một mình trước khi bị hỏa lực dữ dội bắn trả. Đoạn video dường như cho thấy xe Kozak 2 đang lao với tốc độ tối đa về phía trạm kiểm soát Kolotilovka, nơi ngăn cách Ukraine với vùng Belgorod của Nga. Các blogger quân sự Nga gọi đây là nhiệm vụ cảm tử sau khi chiếc xe chiến đấu được đánh dấu rõ ràng bằng hình tam giác màu trắng, biểu tượng cho cuộc tấn công của Ukraine, nhanh chóng bị mắc kẹt bởi rào chắn trên đường. Đoạn phim cho thấy chiếc xe bị rơi gần trung tâm trạm kiểm soát và bị bắn. Có thông tin cho biết nó bị trúng một máy bay không người lái FPV của Nga và một quả đạn pháo Krasnopol dẫn đường chính xác. Người ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với 7 người lính được nhìn thấy khi đang vội vã chạy ra khỏi xe trước khi xe bị đâm. Tuy nhiên, một tài khoản Telegram của Nga cho biết những người lính vẫn kịp dỡ hàng ở lối vào trạm kiểm soát sau khi vừa sống sót sau một đòn tấn công như vậy. Belgorod đã bị pháo kích trong những ngày gần đây khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu ở khu vực Kursk lân cận, bước sang ngày thứ 10. Cuộc tấn công cho đến nay đã buộc phải sơ tán hơn 200.000 người khỏi khu vực biên giới. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Belgorod vào ngày 15 tháng 8 khi các quan chức nêu ra tình hình phức tạp và căng thẳng. Quân đội Nga cho biết họ đang chuẩn bị các hành động cụ thể, bao gồm phân bổ thêm lực lượng để bảo vệ Belgorod khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Trong khi Ukraine tuyên bố đã chiếm giữ hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga tại Kursk, Moscow tuyên bố lực lượng của họ đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine, trong khi thừa nhận rằng các nhóm nhỏ vẫn tiếp tục thăm dò các tuyến phòng thủ biên giới của họ. Ngày 16 tháng 8, viết trên Telegram, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko cho hay, nước này đã thiết lập các cơ sở lưu trữ tại vùng Sumy ở phía Bắc để tập trung và gửi viện trợ nhân đạo cho dân thường Nga tại khu vực do Kiev đang kiểm soát ở tỉnh Kursk phía Tây nước Nga. Ukraine cho biết họ đã kiểm soát được 82 khu định cư trên diện tích 1.150 km2 trong khu vực sau khi tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Ông Klimenko nói rằng những công dân Nga bị bỏ rơi chủ yếu là người già, người khuyết tật và gia đình có trẻ em. Họ cần thực phẩm, nước và thuốc men. Ông không nêu rõ có bao nhiêu cơ sở lưu trữ đã được thiết lập hoặc chúng ở đâu, nhưng một video đã được đăng tải trên Telegram của Bộ Nội vụ Ukraine cho thấy một chiếc lều bơm hơi lớn và quân nhân Ukraine đang mang bưu kiện và đóng gói thực phẩm. Trong chuyến đi đến vùng Sumy, giáp danh với vùng Kursk của Nga, ông Klimenko cho biết khoảng 150 gói thực phẩm đã được gửi đến người dân trong khu vực. Các quan chức Kiev cho biết rằng họ có kế hoạch tạo ra hành lang sơ tán vùng Kursk và mở đường cho các phái bộ nhân đạo quốc tế. Nga gọi cuộc tấn công của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa bằng phản ứng tương xứng. Cùng ngày 16 tháng 8, kênh Telegram của Nga đã đưa tin cho hay rằng quân đội Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng nối liền các khu vực biên giới của vùng Kursk với bờ phải của sông Sem. Người dân địa phương cho biết rằng một cây cầu bắc qua sông gần làng Gluskovo đã bị phá hủy. Cây cầu này đã bị nhắm là mục tiêu trong thời gian 2 ngày trước khi bị phá hủy. Đánh giá theo thiệt hại thực địa, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng đạn pháo có độ chính xác cao hoặc bằng tên lửa HIMARS. Cây cầu này là một trong số ít các giao lộ quan trọng trong khu vực, cùng với hai cây cầu đường bộ khác gần làng Zvanoye và Karis và một cây cầu đường sắt phục vụ cho khu vực này. Việc phá hủy những cây cầu này có thể cô lập một phần đáng kể của quận Gluskovsky, cắt đứt khỏi lực lượng chính của Nga. Mặc dù quân đội Nga có khả năng triển khai phà phao để duy trì kết nối, nhưng điều này sẽ đi kèm với nguy cơ đáng kể về các cuộc tấn công bằng tên lửa lực lượng vũ trang Ukraine. Phạm vi ảnh hưởng của quận Gluskovsky bao gồm một số khu định cư ví dụ như Toyskino, Popovo-Lezhatchi và Volfino cùng với 27 ngôi làng khác. Như đã đưa tin trước đó, không quân Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự của Nga tại làng Tiokino của Nga cách biên giới Nga-Ukraine 2,5 km. Máy bay Ukraine đã tấn công các trạm chỉ huy và quan sát cùng một nhà chứa máy bay có trang thiết bị. Về phía Nga, ngày 16 tháng 8, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt 2.860 binh lính Ukraine, phá hủy 41 xe tăng và 276 xe bọc thép, 4 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa bao gồm 3 HIMARS của Mỹ tại Kursk, nơi đã bị Ukraine tấn công. Thông báo cho biết lực lượng phương Bắc của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Rusky-Brozhny và cũng đẩy lùi một cuộc tấn công do một nhóm được tăng cường 5 xe bọc thép vào thị trấn Gordievka. Tổn thất của lực lượng Kiev trong vòng 24 giờ qua lên tới 220 binh lính, 19 xe tăng và xe bọc thép, 3 bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ,
2 xe tải và 2 pháo hạng nặng. Tình trạng khẩn cấp của thành phố đã được ban hành ở Kherson sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công cầu Crimea bằng tên lửa ATACMS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 16 tháng 8, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine khi nước này bắn 12 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào cầu Crimea. Tất cả tên lửa này đều bị phá hủy. Ủy ban phòng ngừa và loại bỏ các tình huống khẩn cấp đã thừa nhận hậu quả của vụ tấn công tên lửa vào cầu Crimea và khu vực là mối đe dọa về tình huống khẩn cấp ở cấp độ phản ứng của thành phố. Chính quyền Kherson cho biết, trong quá trình kiểm tra và sửa chữa, giao thông trên một đoạn đường Sovetskaya đã bị hạn chế. Việc cung cấp nước ở Kherson cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tình hình trong thành phố nhìn chung ổn định. Mọi cơ quan chức năng đều hoạt động bình thường. Cầu Crimea đóng cửa giao thông vào khoảng 2 giờ sáng, sau đó được mở lại vào khoảng 7 giờ sáng, theo báo cáo của cư dân địa phương. Các tuyên bố của Nga xuất hiện chỉ vài giờ sau khi chính quyền quân sự Oblast Odessa của Ukraine cho biết có dấu hiệu cho thấy Ukraine đã thành công trong việc tấn công một trạm phà ở thành phố Kherson. Các vụ nổ đã xảy ra ở nhiều thành phố thuộc Crimea vào đêm ngày 16 tháng 8. Theo một nguồn tin cho biết, trích dẫn từ cư dân địa phương, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo gần thành phố Kherson trong khu vực của trạm phà Kherson. Cư dân ở Sevastopol, Simferopol và Kherson đã nghe thấy tiếng các vụ nổ vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở cộng đồng Chernomorsk thuộc Kray Krasnodar, khu vực giáp danh với Nga, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Các cơ quan tình báo phương Tây đã giúp Ukraine lập kế hoạch đột kích. Nikolai Patrushev đã khẳng định điều này. Ông là cố vấn của Tổng thống Putin, khẳng định Kiev sẽ không bao giờ tiến hành thêm một chiến dịch như cuộc xâm nhập vào khu vực Kherson của Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO, đồng thời cáo buộc Mỹ có vai trò trong vụ tấn công. Tuần trước, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức của cơ quan phương Tây đã lên tiếng ủng hộ cuộc xâm nhập vào khu vực Kherson cũng như phủ nhận mọi thông tin trước đó về hoạt động này. Ông nói, những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ rằng họ không liên quan đến các hành động của Kiev ở khu vực Kherson là không đúng với thực tế. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp từ họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga. Ông Nikolai Patrushev gần đây đã được bổ nhiệm để giám sát chiến lược hàng hải toàn cầu của Nga, nhấn mạnh rằng phương Tây đưa chính quyền tội phạm lên nắm quyền ở Ukraine, trong khi các nước NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí, huấn luyện viên quân sự và thông tin tình báo liên tục, trong khi kiểm soát các hành động của tân quốc xã. Các quan chức Nga đã tuyên bố rằng, bằng cách tấn công dân thường ở khu vực Kherson, Kiev đã loại bỏ mọi cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình, một mục tiêu mà các quan chức Ukraine tuyên bố rằng cuộc xâm lược này sẽ đưa đến gần hơn. Moscow đã mô tả chiến thuật quân sự của Kiev ở Nga là khủng bố, đồng thời nói rằng cả quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra. Ông Patrushev nói thêm, những nỗ lực của Washington đã tạo ra mọi điều kiện tiên quyết để Ukraine mất chủ quyền và một phần lãnh thổ, bao gồm cả những vùng mà một số đồng minh của Mỹ thèm muốn. Cựu đặc vụ CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner rằng phương Tây muốn nắm quyền kiểm soát Nga để kiểm soát các nguồn tài nguyên của nước này. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm chiếm lãnh thổ tỉnh Kherson. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại quân đội Ukraine và tiến lên biên giới quốc gia. Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết sự sụp đổ của chế độ xuất hiện ở Ukraine dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ là vấn đề thời gian vì nó không thể tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây. Bà Maria Zakharova cũng viết rằng Ukraine không đạt được mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng vũ trang Nga khỏi Donbass bằng cách tấn công khu vực Kherson. Tạp chí quân sự của Mỹ Military Watch đã viết rằng việc phá hủy thiết bị phương Tây ở khu vực Kherson sẽ làm xấu đi vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tác giả cho biết, các đơn vị Ukraine ở khu vực Kherson đã mất rất nhiều thiết bị, bao gồm cả xe tăng mà quân đội Nga đang phá hủy bằng máy bay không người lái. Ngày 16 tháng 8, tạp chí The Sun của Anh đã đăng tải một đoạn video tường thuật về các trận chiến ở khu vực Kherson, trong đó cho thấy xe tăng Challenger của Anh đang được phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Trước đó hôm 15 tháng 8, tập đoàn quốc phòng Nga Rostec đã cho biết thiết kế xe tăng Challengers của Anh không đáp ứng được điều kiện của trận chiến hiện đại nên chúng dễ dàng bị máy bay không người lái Kamikaze tấn công và cháy rụi.
quân đội Nga đã tiếp cận thành phố Pokrovsk của tỉnh Donetsk và chỉ hiện tại cách rìa thành phố 10 km. Các quan chức Ukraine đang kêu gọi cư dân Pokrovsk sơ tán. Sehi Dobryak, trưởng ban quản lý quân sự thành phố Pokrovsk, viết trên Telegram ngày 16 tháng 8: "Hôm nay chúng tôi đã thấy kẻ thù rất gần ở khu vực của chúng tôi, thành phố Pokrovsk. Lực lượng Nga chỉ cách rìa thành phố Pokrovsk khoảng 10 km. Ông Dobryak đã kêu gọi các dân cư sống ở Pokrovsk, đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người già, hãy sơ tán. Nhiều chuyên gia cho rằng thành phố Pokrovsk rất quan trọng, bao gồm cả từ góc độ cung cấp hỗ trợ cho nhóm quân Donbass của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhiều tuyến đường chính đi qua Pokrovsk và đây cũng là nút giao thông đường sắt lớn nhất ở tỉnh phía tây Donbass, bao gồm các nhánh đến Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Những tầm quan trọng của Pokrovsk không chỉ đo bằng các phương tiện giao thông. Thành phố này vẫn là nơi khai thác than quy mô lớn cuối cùng ở Donbass cho chính quyền Kiev. Hôm qua, các đại diện của chính quyền ở những vùng lãnh thổ này đã bắt đầu thảo luận về việc ngừng hoạt động của mỏ Novogrodovskaya số 1-3. Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đã tiếp cận với mỏ với khoảng cách 1,5 cây. Theo các nhà quan sát quân sự, xét về chiến thuật thông thường của Ukraine, có thể giả định rằng họ sẽ cố gắng sử dụng mỏ APU như một trong những điểm phòng thủ. Trước bối cảnh này, quân đội Ukraine đóng tại Pokrovsk tuyên bố rằng tình hình của họ đã xấu đi sau khi mở mặt trận ở khu vực Kursk. Các lực lượng vũ trang ở Donbass cho rằng họ đã thiếu đạn dược hơn. Tờ Politico của Mỹ đã dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết rằng tình hình ở Donbass đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine chiến đấu ở hướng Pokrovsk sau khi bắt đầu chiến dịch ở Kursk, áp lực của quân đội Nga đã không chỉ không giảm mà còn ngược lại đã gia tăng. Thêm vào đó, số lượng đạn pháo cung cấp cho Ukraine đã giảm đáng kể vì một số phải chuyển đến khu vực Kursk. Quan sát cho rằng, điều này cho thấy Ukraine đã quyết định rằng việc xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở hướng Pokrovsk là không hiệu quả. Hiện tại, nhiệm vụ của các lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine ở đây là ngăn quân đội Nga để thị trấn không sụp đổ hoàn toàn. Các binh sĩ Ukraine đã thu giữ thành công một xe tăng chiến đấu T-80B VM của Nga ở thị trấn Sudza trong chiến dịch đột kích vùng Kursk. Theo Defense Blog, trong ngày 12 tháng 8, truyền thông Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này thu giữ một xe tăng T-80B VM của Nga ở gần thị trấn Sudza, vùng Kursk. Chiếc T-80B VM bị thu giữ vẫn đang ở trạng thái hoạt động bình thường. Đây là chiếc xe tăng được Nga sản xuất vào năm 2023, thuộc quyền sở hữu của lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV, phía Ukraine cho biết. Nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ, đơn vị lính dù Ukraine đã phát hiện ra xe tăng của Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phục kích và đã nhanh chóng thu giữ phương tiện này. Kể từ ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phát động chiến dịch đột kích lớn tại vùng Kursk, thị trấn Sudza nhanh chóng trở thành điểm nóng giao tranh, bởi đây là khu vực tập trung nhiều tuyến đường sắt và cơ sở năng lượng quan trọng. Hiện vẫn chưa rõ Nga hay Ukraine đang kiểm soát thị trấn này. T-80B VM được nâng cấp từ xe tăng T-80BV, lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng vào năm 2018 và đưa vào biên chế quân đội Nga cùng năm. Xe tăng này dài 9,56m tính cả nòng pháo, rộng 3,38m, cao 2,22m và nặng khoảng 46 tấn. Kíp chiến đấu có 3 người, gồm trưởng xe tăng, người lái và xạ thủ. T-80B VM được tháo lắp nòng trơn 2A46M4 cỡ nòng 125mm, có độ chính xác khi khai hỏa cao hơn loại 2A46M1 lắp trên biến thể T-80BV khoảng 15-20%. Để tăng cường khả năng tiêu diệt thiết giáp của đối phương, T-80B VM được trang bị tên lửa chống tăng 9M119 Reflex, sử dụng công nghệ đầu đạn nổ lại, tandem.